Thưa quý vị, boxing là môn võ thuật thể thao đối kháng với sự kết hợp giữa sức mạnh, tốc độ và sự dẻo dai. Bộ môn boxing ngoài thi đấu chuyên nghiệp còn được nhiều người lựa chọn để rèn luyện thể lực, phản xạ và tư duy. Mạnh mẽ, quyết liệt cùng những cú hích, đấm, đá của bộ môn boxing, Phương Anh vô cùng hào hứng với bộ môn này. Trải qua hơn 2 tháng tập luyện, cơ thể của chị giải phóng nhiều calo, giảm mỡ bụng, tăng cơ. Mình chưa quen ấy, thì mình lúc ấy mình đi tập về mình cảm giác là đau hết người. Lúc ấy thực sự rất là oải, nhưng mà về sau khi mà quen rồi thì cái sức bền của mình nó tăng lên, thì lúc ấy thì tập về thì cảm thấy rất là khỏe, phấn chấn, tăng được sức đề kháng, sức bền và hầu như là cải thiện được giấc ngủ và giảm stress rất nhiều. Biết đến bộ môn boxing qua các trang mạng xã hội, chị Huyền Trang đã đăng ký tập luyện để giúp giảm căng thẳng sau quá trình làm việc cũng như cải thiện vóc dáng. Khi mình tập boxing, mình cải thiện sức mạnh về thể chất, sức bền nhiều. Với cả là từ khi đi học và làm việc mình bị căng thẳng, khi mình đến đây mình đánh vào các bao cát thì mình cảm giác được giảm stress nhiều. Bộ môn boxing phù hợp với nhiều đối tượng, nhiều lứa tuổi và có nhiều cấp độ luyện tập. Từ cơ bản, khó đến chuyên nghiệp, cùng với hình thức tập luyện đa dạng, có thể là bao cát hoặc theo hình thức đối kháng. Huấn luyện viên hướng dẫn những cái bài đầu tiên đơn giản, ban đầu luôn luôn là khởi động này. Xong ban đầu sẽ làm mẫu, sau đó sẽ là mình chỉ chỉnh sửa động tác, những cái bài tập đấy, ví dụ đấm móc hàm hay là đấm thẳng đấy thì sẽ làm mẫu và chỉnh sửa cho mình làm sao cho mình đúng nhất và không bị ảnh hưởng đến các khớp hay là cái chấn thương. Trước thì mình sẽ phải tập những bài thể lực cơ bản trước. Các bạn huấn luyện viên thì giúp mình nhất là dành cái độ thể lực, độ linh hoạt, phản xạ. Như là đấm bao cát thì giúp mình thể lực về tay, đấm các bạn để linh hoạt hơn, cách di chuyển, cách phản xạ, đòn và né tránh. Xong rồi mình hướng đến là bắt đầu tập về huấn luyện viên boxing 1-1. Tập boxing 1-1 thứ nhất là giúp thể chất mình đi lên này, cả về sức khỏe, hệ tim mạch và giúp mình giữ xả stress những buổi làm việc hay là học tập mệt mỏi. Việc tập boxing yêu cầu di chuyển toàn thân, sử dụng lực cả tay và chân. Chính vì vậy, để tập luyện hiệu quả, tránh chấn thương, khi tập boxing người tập được trang bị găng tay cũng như được hướng dẫn đầy đủ những kỹ thuật cơ bản, rèn luyện phản xạ, sau đó tăng dần thể lực qua các bài tập. Bộ môn boxing nhá, thì lúc đầu phần cơ bản ấy, của mình thì nó sẽ là phần đấm trước. Đấy, những cái đòn như kiểu đấm thẳng này, đấy, hay là đấm ngang, hay là chéo. Đó. Thì sau khi mà khách hàng tuật tập nhuần nhuyễn những cái động tác đấy rồi thì mới kết hợp là có thể là thêm chuyển động hoặc là có thể là kết hợp động tác, các động tác với nhau. Bộ môn boxing này nó có thể hỗ trợ cho cái việc giảm mỡ cực kỳ tốt và quan trọng là nó có thể phù hợp cho đa dạng lứa tuổi, từ 6 đến thậm chí có những khách hàng ở bên mình đến 60 tuổi họ vẫn tập và đang có những cái kết quả rất là tốt. Với những trải nghiệm thú vị và đầy thử thách, bộ môn boxing được nhiều người lựa chọn để tăng cường sức khỏe, sự tập trung, giảm stress, rèn luyện phản xạ, phản ứng linh hoạt.